vì đây là lối duy nhất dẫn đến nhà ăn, nhưng các cô gái lại tỏ ra sợ hãi vì ở đây có 4 tên cặn bã chặn ở cửa. Bất cứ cô gái nào muốn vào ăn đều bị bọn chúng quấy rối. Các cô gái vì đói bụng phải xếp hàng dài, cố nhịn để bọn cặn bã này sàm sỡ từ chân đến đầu. Càng tệ hơn nữa, chúng còn mua chuộc quản lý ký túc xá để tự do quấy rối các cô gái, khiến các cô gái luôn sống trong sợ hãi. Và hành vi này đã kéo dài suốt 5 năm. Cho đến ngày này, một cô gái không chịu nổi nữa quyết định nhảy sông tự tử, nhưng được cảnh sát cứu sống. Cảnh sát Shiva còn phát hiện điều tồi tệ hơn. Bọn cặn bã còn đe dọa cô gái không được nói với cha mẹ, nếu không ngày nào chúng cũng sẽ trả thù cô. Shiva nghe thấy vậy thì đồng tử ngay lập tức giãn nở, lửa giận trong lòng bùng lên. Anh nắm tay cô gái, muốn xé xác đám cặn bã này. Trong khi đó, bọn cặn bã vẫn chưa biết ngày tàn của chúng sắp đến, chúng vẫn ngang nhiên trêu chọc các cô gái trong nhà ăn. Đúng lúc đó, người đàn ông đầy khí phách bước xuống xe. Thằng cu cũng lập tức sợ té đái điên cuồng bỏ chạy. Shiva dùng cả tính mạng chạy đuổi theo phía sau. Không ngờ Shiva một cái thoáng hiện đến trước một thằng cặn bã và tát hắn một cái. Nhìn cảnh tượng thảm hại của tên cặn bã, các cô gái bên cạnh cũng cảm thấy hả dạ. Sau đó, anh đuổi theo thằng cặn bã khác, rồi cầm lấy một nhánh liễu đánh tới tấp vào thận của hắn. Còn thằng cặn bã khác hoảng loạn gõ cửa nhưng không ai trả lời. Giây tiếp theo, đánh bọn cặn bã này một trận như tử, nhưng anh nào để ớ hả giận. Anh lấy ra 4 chiếc còng bạc đeo cho chúng. Sau đó bảo cấp dưới lấy ra một túi cây tầm ma. Tiếp theo, anh buộc khăn tay vào tay mình. Giây tiếp theo, một cảm giác đau đớn nhưng vui sướng tràn ngập trong lòng. Shiva nhanh chóng khống chế bọn cặn bã. Tất cả các cô gái cuối cùng cũng nở nụ cười trở lại, đều chạy đến ôm anh để bày tỏ lòng biết ơn. 4 thằng này cũng nhanh chóng bị kết án. Do là vị thành niên, tòa án đưa ra phán quyết giam giữ 14 ngày để giáo dục. Nhưng không ngờ, đây chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. 14 ngày nhanh chóng trôi qua. Hôm đó vừa hay là ngày sinh nhật của Shiva. Vợ anh, Apana, đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn từ sớm. Cô còn tắm nước nóng, mặc một chiếc váy cưới trong suốt, lặng lẽ chờ đợi Shiva trở về. Lúc này, cô còn chụp một bức ảnh đẹp để cắp lên mạng xã hội. Đột nhiên, một tiếng động vang lên. Hóa ra là 4 tên cặn bã bị bắt lúc trước. Chúng tiến đến bóp cổ Apana, còn cầm dao đe dọa cô. Đối mặt với lời đe dọa của bọn cặn bã, Apana hoảng sợ tột độ. Nhưng tay cô vẫn vô thức gọi cho Shiva. Điều cô không ngờ là, sau hàng chục cuộc gọi, Shiva không những không nghe máy, mà còn lo lắng công việc bị gián đoạn nên đã tắt điện thoại. Một tên cặn bã trong số đó đã thực hiện hành vi đồi bại. Còn đồng bọn thì dùng dao đe dọa cô phải nhìn. Nếu không, chúng sẽ đâm xuyên cổ cô. Lúc này, Apana chỉ biết chịu đựng, mở mắt ra nhìn. Bọn cặn bã cũng nở nụ cười gian ác. Nếu chồng cô còn dám chọc giận tôi, thì tôi không ngại đến đây lần nữa đâu. Nói xong, hắn mới hài lòng rời đi. Cũng lúc đó, Apana cảm thấy mình đã không còn trong sạch. Cô chỉ có thể ngồi sụp xuống đất khóc. Buổi tối, khi Shiva trở về, thấy vợ nằm trên sàn. Anh nghĩ rằng cô đang giận vì anh không nghe điện thoại. Khi Apana đứng dậy, cơn giận dữ bị kìm nén trong lòng cô bùng nổ. Khi Apana nói ra những lời căm hận Shiva, anh mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Khi biết toàn bộ sự việc, cơn giận dữ của anh tăng vọt lên đến 120 hơn cả cơn giận của vua Man. Anh lấy khẩu súng yêu thích của mình, cưỡi chiếc xe đạp chạy điên cuồng đến xào huyệt của bọn cặn bã. Vừa chuẩn bị rút súng bắn, đột nhiên một chai rượu bay tới. Sau đó hai tên cặn bã nâng hai chân Shiva lên. Máu chảy càng nhiều, sát thương càng lớn. Giây tiếp theo, sau 5 phút chiến đấu, lũ cặn bã đã bị diệt sạch. Nhưng khi anh chuẩn bị báo tin vui này cho vợ, thì lại thấy vợ và con gái mình. Anh tiến đến hỏi thì mới biết họ muốn về nhà mẹ đẻ. Ở lại bên Shiva, sớm muộn gì cũng sẽ bị tra tấn đến phát điên. Shiva cũng không thể nói gì hơn, chỉ biết lái xe đưa họ về nhà mẹ đẻ. Trên đường lái xe về nhà, máu trên trán chảy vào mắt anh. Giây tiếp theo, khi Shiva tỉnh lại, anh đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Anh lập tức nghĩ đến sự an nguy của vợ con mình, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Tuy nhiên, bác sĩ nói với anh rằng vào ngày xảy ra vụ việc, chỉ có mình anh ở đó, không hề có ai khác. Anh không thể tin vào điều đó. Bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ, anh lao ra khỏi bệnh viện. Tuy nhiên, trong phòng chờ có một tên cặn bã đang đợi anh. Đúng vậy, hắn là một trong 4 tên cặn bã. Hóa ra, Shiva lúc đó không bắn trúng điểm yếu của hắn. Hắn chỉ giả chết để thoát thân.
Khi thấy Shiva lái xe đi xa, tên cặn bã bám theo sát. Shiva đến nơi xảy ra sự việc để tìm manh mối về vợ con. Bất ngờ, tên cặn bã cầm dao phay lao tới. Giây tiếp theo, nhìn thấy mặt tên cặn bã, Shiva nghĩ hắn đã hại vợ con mình. Trong cơn giận dữ, anh mở chế độ cuồng nộ. Lúc này, cảnh sát đến và muốn ngăn anh lại nhưng đã muộn. Cuối cùng, tên cặn bã phải nhận lấy cái chết. Dù là một cảnh sát, nhưng anh cũng không thể giết người. Đồng đội của anh phải giao anh cho tòa án. Khi thẩm phán tuyên án, bác sĩ điều trị của Shiva xuất hiện. Ông nói rằng Shiva bị xuất huyết não, cần được điều trị tại bệnh viện. Luật pháp Ấn Độ cũng có quy định này. Cuối cùng, Shiva bị kết án quản thúc tại nhà để điều trị. Đồng đội của anh khi về nhà nói rằng anh không nên giết hắn. Vợ con của anh có thể liên quan đến hắn. Nhưng Shiva nói, hắn không bắt cóc vợ con tôi. Nếu hắn ở đó vào ngày xảy ra tai nạn, hắn sẽ thấy tôi còn sống sau đó sẽ giết tôi. Nếu điều đó không xảy ra, có nghĩa là hắn không ở đó. Sau đó, anh nghĩ đến các vụ mất tích gần đây. Vì vậy, anh yêu cầu đồng đội thu thập tất cả hồ sơ mất tích trong nửa năm qua. Trong thời gian dưỡng thương, anh đã điều tra các vụ mất tích. Cuối cùng, anh phát hiện ra rằng, trong 50% số người mất tích xảy ra trong khu vực anh quản lý thì chỉ có 10% trong số đó đã tìm thấy thi thể. Điều này có nghĩa là 40% còn lại vẫn đang mất tích. Hơn nữa, tất cả các vụ mất tích đều xảy ra ở những khu vực không có camera giám sát. Vì vậy, anh đề nghị đồng đội chú ý lại vụ án này. Biết đâu sẽ có manh mối. Lúc này, anh nhớ lại cảnh cãi nhau với vợ, vô tình làm vỡ chiếc vòng tay của cô. Anh nhận ra rằng nếu là vụ bắt cóc, vợ anh chắc chắn sẽ chống cự. Thế là anh và đồng đội lại đến hiện trường vụ án. Họ nhớ lại vị trí nơi chiếc xe bị lật. Đi tới xem xét, phát hiện chiếc vòng tay bị vỡ rơi trên mặt đất. Sau đó, họ lại phát hiện những mảnh vòng tay khác, nhưng không phải của vợ anh. Cuối cùng, họ phát hiện một chiếc răng bị đánh rơi. Về lại đồn cảnh sát, họ gửi đi giám định. Họ cho rằng chiếc vòng tay đỏ có thể là của một mụ tú bà địa phương. Sau đó, họ bắt tất cả các mụ tú bà và tra khảo nhưng vẫn không thu được gì. Thời gian trôi qua, Shiva dần dần rơi vào tuyệt vọng. Tuy nhiên, đúng lúc đó, anh đột nhiên nghe thấy tiếng va chạm lạ. Quay lại nhìn, hóa ra là một người đàn ông giả gái. Không chỉ thân phận rất đáng ngờ, mà còn đeo chiếc vòng tay giống như chiếc tại hiện trường. Thế là đêm đến anh đã đi theo dõi điều tra, phát hiện họ là một băng nhóm buôn người có tổ chức. Chúng cải trang thành phụ nữ để người khác mất cảnh giác sau đó tiến hành bắt cóc. Thấy cảnh này, Shiva quyết định ra tay. Những kẻ khác thấy vậy thì cong mông bỏ chạy, không ngờ lại rơi vào bẫy của bọn chúng. Chúng dẫn Shiva vào một nhà thờ. Ngay sau đó, những thanh niên xinh đẹp xuất hiện, bao vây Shiva. Vừa gặp đã tặng anh một cú đấm. Một thiếu nữ đá anh bay xa, quay 3 vạn vòng trên không, rồi rơi mạnh xuống đất. Ngay sau đó, chỉ trong chưa đầy 3 phút, Shiva đã giải quyết tất cả bọn chúng, sau đó đưa chúng về đồn cảnh sát để thẩm vấn về vợ con mình. Thì ra vào ngày xảy ra tai nạn, chúng đã lợi dụng lúc Shiva bất tỉnh, gây mê vợ và con gái anh rồi đưa họ đến một nơi bí mật. Chờ một thời gian, sẽ có người báo để nhận tiền. Tuy nhiên, họ không biết kẻ chủ mưu là ai, cũng không biết người bị đưa đi đâu. Điều này làm Shiva rất đau đầu. Anh quyết định làm liều một phen. Anh tự nhốt mình vào trong một cái bao tải giả vờ làm một người bị bắt cóc, im lặng chờ đợi bọn buôn người xuất hiện. Khi thấy bọn buôn người có máy quét trong tay, anh nhanh trí ném ra một mảnh từ trong bao tải, thoát khỏi cuộc kiểm tra. Rất nhanh chóng, Shiva bị đưa vào một phòng thí nghiệm bí mật. Phòng thí nghiệm này chính là địa bàn của tên ác bá Bhatia. Hắn là kẻ tàn nhẫn, tâm địa độc ác. Ai dám chống lại hắn, hắn sẽ ném vào lò luyện đan trong 48 ngày đêm. Khi bác sĩ chuẩn bị tiêm thuốc mê cho anh nhanh chóng xoay người, dùng chân kẹp cổ hắn, bịt miệng hắn, rồi tặng luôn cho hắn liều thuốc mê. Sau đó, anh bắt đầu chế độ săn đuổi. Khi anh chuẩn bị cứu người, đột nhiên bị tấn công từ phía sau. Cú đánh này khiến anh tái phát xuất huyết não. Sau đó, anh bị choáng váng. Lúc này con gái tình cờ nhìn thấy anh. Cô bé cố gắng gọi lớn nhưng Shiva không thể nghe thấy vì ý thức của anh đã trở nên mơ hồ. Khi anh sắp ngất đi, anh đột nhiên nhìn thấy bóng đại bàng trên tường. Quay lại nhìn, đó chính là ngoan sinh yêu của anh. Một tiếng bố làm Shiva tràn đầy sức mạnh. Anh đã cứu mọi người ra ngoài. Trên đường, anh gặp lại vợ mình. Đúng lúc đó, một cú đá từ đôi chân to cỡ 48 làm Shiva bay xa hàng trăm mét. Hóa ra là Bhatia đã đến, nhưng Shiva không phải là người dễ bắt nạt. Anh tránh được đòn tấn công, tóm lấy gót chân và hạ gục hắn. Sau đó chống đỡ đòn tấn công. Một cú đá mạnh, bọn Tép Diêu gục xuống ngay lập tức. Ngay giây tiếp theo, cuối cùng, Bhatia cũng phải về Tây Phương Cực Lạc. Thế là hết phim, hẹn gặp lại các bạn trong kỳ sau. Tôi là Vivi Review. Tóm lại một câu,
phát huy tinh thần dũng cảm, xã hội kêu gọi công lý. Mỗi người đều có trách nhiệm và lòng chính nghĩa. Từ đó xã hội mới hài hòa hơn được.